Rồi rồi rồi, cứ theo bản đồ đi, rồi có bản đồ xe rồi. Ok nhá. Rồi 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 rồi. Ok. Rồi rồi. Đấy. Cắm nó rồi. Ở lúc này thì bọn xe, nhóm bọn xe tiến sự đang có dịp chia tay Nam Định và đang qua đò. Đang qua phà 10 các bạn nhé, qua phà 10 để sang đất Ninh Bình. Dòng nước là rất là mênh mông. Ok quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại Ninh Bình. Ok chú ạ. Xin được chào đón tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Hôm nay thì bọn xe chiến sự từ Nam Định và hôm nay thì sang đến Ninh Bình. Ninh Bình là một nơi có thể nói rằng rất nhiều khu trung tâm phục vụ về du lịch nổi tiếng như là ví dụ như là nhà thờ Đá Phát Diệm, là một trong những nơi mà rất là cổ kính về ngôi nhà thờ, và hay là Tam Cốc Bích Động, hay là tôi không nhớ hết, nhưng mà tóm lại ở Ninh Bình là một trong những điểm du lịch rất hấp dẫn. Và hôm nay thì tôi đang có mặt ở tại Ninh Khánh, nhà anh Cảnh, và muốn gửi đến quý vị và các bạn một số những cây cảnh để quý vị và các bạn cùng thứ nhất là được thưởng thức xem những cái tác phẩm từ tất cả những cái vùng miền. Và bây giờ thì tôi muốn vào phía trong. Ở đây là những cây mà của anh đang chơi ở tại vườn sân. Các bạn thấy thì rất nhiều cây theo nét ngày xưa. Chắc là anh cũng muốn là cải cách một chút, và một số cây thì anh cũng muốn bao xe chiến sự sẽ ký đá vào cho anh, để anh có được những cái tác phẩm mà theo ý muốn hơn. Đây cũng vậy, các bạn thấy một cây trực, để nói thì chơi thì nó rất là đầy đủ. Các bạn thì chủ nhân còn cũng đang có giờ việc nên là tôi giới thiệu các bạn cây trước. Cây này thì anh cũng đang phong cách cắt giật. Cần một tí. Đây nha, cây này là cũng ba vai cắt giật rồi các bạn nha. Và nên chú thì quý vị các bạn, ở đây là nhà anh Cảnh, một trong những người mà cũng rất yêu cây. Ở công việc của anh thì tôi thấy rằng khi mà đến thì thấy là bê tông của anh nhỉ? Bên cốt pha. Anh là công tác, anh làm việc với bên cốt pha, tức là phục vụ cho rất nhiều ngôi nhà. Hôm nay thì anh cũng muốn là bác sĩ chiến sự đến đây hỗ trợ anh một số tác phẩm. Những tác phẩm này anh mua được lâu chưa? Sưu tầm được vài năm nay rồi. Đó là anh cũng chơi một số năm, và bây giờ thì tôi thấy là em thấy là vườn nhà anh cũng có rất nhiều những cây cũng có giá trị. Em sẽ ghi hình một chút anh nhé. Ghi hình rồi. Có những cái hướng cải tạo tích cực. Vâng. Ví dụ như em thấy cây này là anh cũng bắt đầu đột phá này. Vâng. Chuyển sang làng ba vai này. Các bạn thấy nhá, anh cũng bắt đầu theo phong cách và cũng bắt đầu du nhập với lại lối chơi hiện đại hơn. Nó không rườm rà mà cũng không để cho. Chắc chắn là hôm nay anh cũng nhờ bác sĩ chiến sự đến đây là hỗ trợ anh một số tác phẩm rồi. Ví dụ như những cây xanh Nam Điền như thế này, các bạn thấy nó cũng rất là già. Ví dụ như là phía trong đây, các bạn thấy là những cây Nam Điền chất chậu rất là quý.
ở những tác phẩm này mà mình có thể sử làm cho nó có những cái đường nét thì sau này nó có giá trị hơn. Và các bạn thấy nhá, tuy nhiên ngày xưa thì các cụ cứ cho lên, các bạn thấy là cái cổ nó rất là cứng đấy các bạn thấy nhá. Đó, chính vì vậy mà mình theo phong cách chơi thì mình có thể biến hóa nó, biến tấu nó đi. Cái quan trọng nhất là cái bệ thân cốt của cây nó có năm tháng và nó cũng ấy rồi, còn phần trên thì các bạn thấy rằng xanh năm điền mà các bạn xử lý thì nó cũng rất là nhanh. Đây phía sau một thân trực lắc cũng rất đẹp các bạn nhé, cũng dẻo, nó cũng cao khoảng trên 1 mét, khoảng 1m4. Anh đi làm chắc cũng gặp được nhiều cây cho nên là cũng sưu tập về đúng không? Anh Cảnh là một trong những người phục vụ về mảng cốt pha đúng không anh nhỉ? Cốt pha xây dựng cho nên là anh cũng ngoài những giờ mệt nhọc thì anh cũng rất là muốn đắm mình vào trong những tác phẩm. Và tôi thì tôi cũng cảm nhận rằng khi mà chúng ta chơi cây nó có rất nhiều những cái thú hay. Đôi lúc mình mệt nhọc vì công việc hoặc cuộc sống thì đôi lúc nó cũng không thể nào, có những lúc không theo được ý mình, nhưng mà khi mà đến bên cây thì cảm thấy là nó nhẹ nhõm đi. Và cũng rất nhiều anh em chơi cây cũng chia sẻ như vậy, thậm chí là một ấm trà, một điếu thuốc hoặc một ăn một bát mì tôm ăn sáng, nhưng mà ở bên một tác phẩm mà mình yêu quý thì cảm nhận là nó cũng rất là vui. Các bạn thấy rằng những tác phẩm này thì chân bệ cũng rất là đẹp, già, chỉ có điều là chưa có nhiều tác động vào để cho nó nhuyễn ra. Đây nữa các bạn nhé. Cái này thì anh cũng đã bắt đầu cắt dần rồi. Ở phía trong còn một tác phẩm được ngồi trên một phiến đá rất là to. Đây những cây xanh rất là quý năm đền của anh. Mấy cây mới mang về vẫn để đằng kia anh. Vâng. Một cây trực cũng rất già các bạn nhé. Anh gần như là hầu như là xanh năm điền nhiều. Anh bỏ cái túi bóng. Một tác phẩm được ken đá ở phía trong. Nó cao cũng khoảng 1m7, 1m8. Đấy các bạn thấy phía sau cây cảnh là rất nhiều những phương tiện, những được dùng cho các bê tông các bạn nhé, phục vụ cho các công trình. Nhưng cái niềm đam mê thì thể hiện là bác cũng có rất nhiều những cây. Đây những cây này cũng bóng cũng rất là rộng. Và phía trong thì tôi thấy có 2 cây chắc là anh cũng mới mua về, và cũng muốn Bonsai Thiên Sự sẽ làm đá vào ở đây cho anh.
Và quý vị các bạn đã theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sĩ, nhớ cố gắng đăng ký và bấm vào chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Đây các bạn nha, cây xanh Nam Điền cũng rất già. Ở phía trong một tác phẩm nữa, bông tay đầy đủ rồi, chỉ có điều là bệ nó còn hơi bị thiếu một tí, cho nên là anh cũng muốn rằng và thấy đến sự ken đá vào đây. Và các bạn cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối để bonsai tiến sự quý vị sẽ cảm nhận được khi mà những cây Nam Điền già quý mà bị thiếu chân thì chúng ta nên bổ sung đá vào, bởi vì cái bệ, nhất bệ mà, bệ nó rất là quan trọng, nó sẽ làm cho vững chắc một tác phẩm, một cây cảnh, một cây dáng siêu. Cái này thì anh cũng đang ngâm nước. Mỗi buổi sáng mà chúng ta làm một ấm trà hay một ly cà phê mà đắm mình vào những tác phẩm thì cũng thật là tuyệt vời. Đây, anh cũng có tận dụng tất cả các vị trí để đặt cây. Vừa rồi thì tôi cũng giới thiệu một số những cây cảnh cũng như một số những cái tác phẩm tại vườn nhà anh Cảnh ở tại Ninh Khánh, Ninh Bình. Và quý vị và các bạn thì có nhu cầu về những tác phẩm nào hoặc có gì muốn sở hữu những tác phẩm hoặc muốn bác Cảnh nhượng lại thì quý vị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại của anh Cảnh, thì tôi sẽ đánh ở video. Và quý vị có nhu cầu về làm cây hoặc khí đá nghệ thuật thì cũng liên hệ theo số điện thoại của Bonsai Tiến Sự là 0977722623. Và một lần nữa thì Bonsai Tiến Sự cũng xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự trong suốt thời gian qua. Và quý vị nhớ đừng quên đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video tiếp theo mà Bonsai Tiến Sự thực hiện. Ok, xin được cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.